ngày 9, cho nên Thoại Mỹ cũng xin góp một lời ca tiếng hát đến để phục vụ cho bà con. Và Thoại Mỹ cầu nguyện tổ nghiệp hãy độ cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ đồng nghiệp luôn được dồi dào sức khỏe, hát lúc nào cũng được bà con thương mến và luôn thăng hoa trong từng vai diễn trên sân khấu. Và góp vui cho buổi dỗ tổ hôm nay, Thoại Mỹ sẽ gửi đến một bài hát của nhạc sĩ Hằng Châu được mang tên Tình Nhỏ Mau Quên. Bài hát này Thoại Mỹ xin được song ca với nam nghệ sĩ Kim Tiểu Long. Quá hay. Em thông báo nha, các anh các chị còn ở lại đây là em còn thông báo là quý vị đói bụng á, còn nồi bún mắm chị Tư nấu chồng có bún cánh chay ngon lắm nha quý vị ơi. Ăn hôm nay là mình phục vụ cho hết. Ăn nữa con, chớ lúc chạy đi. Ê Mỹ ơi, dạ mình đi về quê chơi em ơi. Dạ đi về đâu anh? Đi đâu hả? Đi Đồng Dũng liền quê anh nha. Dạ em ơi, hôm nay mình đi về quê mình ăn dỗ tổ. Càng Long, xuất phát thôi. Nói
tới nói lui nàng này cũng đi lấy chồng, làm như là muốn chồng vậy đó. Thôi, cảm ơn tất cả. Và bây giờ chắc có lẽ là em rapper nào hả? Cho em rapper hát một cái nha. Dạ. Dùng rapper chứ. Bản nữa chị Thu Mỹ ơi. Dạ. Không bây mà. Giờ khi mà một ca sĩ đặc biệt hát thì bây giờ Thu Mỹ xin mời anh chàng ca sĩ rapper trả lời. YouTuber. YouTuber hả? YouTuber hả? Lên một đường bản cho vui nha. Đứng ngoài sáng giờ. Bản gì cho biết tên được không? Bài Yêu Cô Gái Bạc Liêu của cậu Năm hay hát. Cháu Hùng Trà bóng tay được không hả? Ờ, có bánh xèo, có đổ bánh xèo. Bây giờ đi rồi, bên em bánh xèo. Ôi vậy hả? Rồi Loan đâu rồi, bé Loan đâu rồi? Loan đục kênh này. Dạ, chờ xin chưa? Loan xin chưa? Đi ăn quà nè. Ủa, đi ăn quà. Mỹ. Rồi nè, con nè. Đó, thấy chưa? Đậu quà cho chứ. Còn lên nhanh anh hỏi là có bánh xèo bên đây không? Có bánh xèo. Chị đi đừng có con. Chị tự nhiên cái cô là sao? Chị Mỹ thôi.